Mác chương 7. Bây giờ, các người Pharisee và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến, nhóm lại cùng Đức Chúa Giêsu. Thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Vả, người Pharisee và người Giuđa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn. Khi họ ở chợ về, nếu không rửa tay cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. Vậy, các người Pharisee và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: Sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói: Ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là Co-ban, nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Bây giờ, Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng: Các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Khi Ngài vào trong nhà cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng: Vậy chớ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? Vả sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Đoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được. Vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. Đàn bà ấy là người Gờ-rét, dân Syro-phê-ni-si, người xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó? Xong, người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mặc chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái người rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã bị đuổi khỏi. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Ti-rơ, qua thành Chi-đôn và trải địa phận Đê-ca-bô-lơ đến biển Ga-li-lê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng xức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai. Xong Ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy.